Một sự thật khi đi tắm và nghề rụng dâu mà Thoại muốn chia sẻ cho các bạn nữ. Ủa mèo ơi, trong nhà tắm có cái gì đó đó vậy? Mèo bị bệnh hả? Mỗi lần đi tắm là dâu có thể sẽ rơi xuống sàn, nên sau khi tắm xong thì mình nên quan sát hết nhà tắm một lượt, sạch sẽ rồi mới đi ra để nhường phòng tắm cho người sau. Con gái như vậy rất là tinh tế luôn á. Cảm ơn bạn đã xem video, nhớ thả tim và follow Thoại nha.